Tội anh cho con ưa ta mang ghê nào quanh đê hăng thăm anh cho được vị thăng và răng thầm mê vô ca li tơ đổ sâu thầm mô khả mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học pháp nên pháp bảo cúi xin pháp sao sắp tội lỗi ấy cho con uất tâm ăn ghê nào quanh đê hăng sẵn thanh cha được vị cho tâm ăn sẵn kề vô Calito đổ sâu sẵn khô khả mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là thành tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Bhavatu sapa mangalang rakkhantu sapa devata sapa buddhaya nupavena sada sotthi bhavantu te bhavatu sapa mangalang rakkhantu sapa devata sampa dhammaya nupavena sada sotthi bhavantu te bhavatu sapa mangalang rakkhantu sapa devata sampa sanghaya nupavena sada sotthi Phật tu tên tất cả phước bao hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng cha sự an lạc thường thường đến người. Xá thu lành thai phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay nghiệp chưa cho quả phước nào nguyện thành pháp độ để vào thiện căn sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến siêu thăng niết bàn hãy làm chuyên tốt sẵn sàng mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên giúp cho phiền não sớm yên trở màu giải thoát cái liền kiếp sau nếu vậy chẳng gặp Phật nào nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành nguyện cầu tam bảo từ hằng độ nguyện thoát ba tai nước lửa minh nguyện thấy chúng sanh khỏi oan kết nguyện cho nhân loại ráng tu hành nguyện dình tam học gia định tuệ nguyện đoạn tham sân si độc sanh nguyện giải căn nhân sanh tử khổ nguyện diệt tâm tham hao lợi danh nguyện tu tinh tấn không giải đại nguyện sao đạo quả sớm viên thành akasatha cha pumatha đệ vanaga mehika bốn nhân nô anumodan ti chi rằng đà khanh từ xa xa năng akasatha cha pumatha đệ vanaga mehika bốn nhân nô anumodan ti chi rằng đà khanh từ nô garu akasatha cha pumatha đệ vanaga mehika bốn nhân nô nó mô đàn đặc khanh từ nhà ta vô akasatha cha pumatha đệ vanaga mahitika bốn nhân nô anh nó mô đàn từ chỉ rằng đặc khanh từ ba ni nô akasatha cha pumatha đệ vanaga mahitika bốn nhân nô anh nó mô đàn từ chỉ rằng đặc khanh từ nô sa đa chư thiên ngự trên hư không mà địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều qua đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài viên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thú đạo màu qua tu hành tinh tấn ngõ ầu vô sanh năm mô bích tha giá chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài trí đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng phật tử của chúng con một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được hòa trì quy giới Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra kính dâng đến tất cả chư thiên nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp cầu với ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp đức phật Gotama tròn đủ 5.000 năm chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tác trong giáo pháp của đức từ phụ Gotama Nam Mô Bích Tha giá
cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn trở lại để chúng con được học khoa cấp cứu 218. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng minh đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Chư tôn chúng đệ, chư tôn thiện đức tăng, trong những nick name mà chúng tôi không được rõ, kính chào quý ni sư, kính chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu trí thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 218. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo Ratanataya Sabandha Mi Buddho Mahesi Arhan Tathagato Lo Kutamo Sapagaru Hichetako Lo Kasasata Janadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Janayakang. Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức Không Đau Sinh Bằng, Thoát Ly Phiền Não Trói Trăng, Tối Thượng Giáo Chủ, Chí Năng Vô Lượng, Tử Đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con lễ Phật ân đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Nam mô Bồ Đề Bồ Tát Sa Sa Tu Nô Lô Ca Nam Mạn Tha Sa Vi Na Ca Ru Cô Sa Pa Nhu Bồ Tát Bồ Đề Bồ Tát Sa Nha Tu Văn Đà Ma Hành Tăng Na Ra Pu Cha Này Gia Cần Pháp Bảo Vi Nhân Vàng Như Lai Soi Sáng Vật Màng Vô Minh Pha Tăng Làm Đạo Chúng Sinh Đệ Dụng Phật Tổ Quang Minh Độ Ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô thu gác tá sá sá quốc cô sích khá thu ca mô quá gác thầm mát sích khá cô nìm đà phá sân xà đi á nà đá rô quá rô vần đà má hành tăng ná rắc phù. Trên này giác cần Tăng Bảo Tinh Vong Phật Đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh đi trần xa lệ thể pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tăng dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 218. Alo, quý vị nhìn bản, nghe âm thanh rõ không ạ? Hôm nay âm thanh của Thích Nhật Quỳnh cũng tốt ha. Âm lượng bên này là 60, còn bên Thích Nhật Quỳnh không biết bao nhiêu. Nhưng mà giữ được cái giọng nói như vậy thì rất tốt. Mấy hôm trước nghe nhỏ xíu không nghe chó và gãy, nghe người nói nè, nghe chó nghe gà làm gì hả? Đúng rồi, giọng Sít Nhật Quỳnh năm nay là oanh vàng thỏ thẻ nhưng mà rõ lắm. Cái giữ âm lượng nó đi ha. Thầy nhắc gà chi vậy không biết nữa. Rồi câu đầu tiên, chanh đá cha tô anak kha tê. Chân đa cha tô anak kha tê. Chân đa cha tô anak kha tê. Câu đầu tiên chúng ta có hai từ. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của hai từ này. Chân đa cha tô. Chân đa cha tô do hai từ cộng lại là chân đa cộng với cha tô. Chân đa đây là danh từ nam tính Atarantha Pumlinga. Chân đá là ước nguyện, là ước muốn. Chân đá là ước nguyện, ước muốn. Rồi chữ cha tô. Cha tô do căn ngữ chân ha, do cái từ cha tá
Và ở đây nó là một quá khứ phân tử, có nghĩa là đã được sanh lên, đã được khởi sanh. Hai cái từ này đi chung với nhau ha. Hai từ này đi chung với nhau thì có ý nghĩa là đã sanh lên ước muốn, đã khởi sanh ước nguyện. Và với cha ta đó được đứng làm chủ từ ha. Số ít bạch tham á e câu quan trọng nào bị phát tí cho nên chỉ cha tổ cha ta biến thành cha tổ chân đã cha tổ đã khởi sanh ước nguyện, đã sanh lên ước muốn. Rồi xà tổ sĩ như hoàng nhanh lẹ và mau đấy chứ. Ơi quan hệ quan hệ. Rồi anakhate anakhate, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ anh ở phía trước, anh ở phía trước có nghĩa là không. Rồi akhate do cái từ akhata, akhata đi à, nó trong cái dạng quá khứ phân từ hả, có nghĩa là đã được thốt ra, bởi vì căn ngữ kha có nghĩa là nói. Nhưng mà ở đây akhata nó được ở trong cái trường hợp mà chỉ định cách ha, tức là cách chia thứ tư số ít cho tu thí vì pha tí e câu quá trình á, cho nên chữ akhata đã biến thành akhate akhate. Wow, đây là định sơ cấp trên sao mà gọi là đây, bởi vì trong thì nó thuộc về định sơ cấp à, chứ không phải là chỉ đáp à, vì quan hệ ha. Kha ta chia trong định sơ cấp, tức là cách chia thứ bảy sau tầm mi phát tí e câu quá trình, cho nên có ý nghĩa là trong sự à, đã không còn thốt ra, tức là có gì anh ở trước à, trong sự không thốt ra à, không nói ra alo, như vậy là anakhate có nghĩa là trong cái sự không có nói ra. Và cái câu đầu tiên này à, cái câu đầu tiên này á, tức là chân đã cha tô anakhate à, là cho chúng ta ý nghĩa là đã sanh lên ước muốn về niết bàn à, đã sanh lên cái ước muốn à, về niết bàn. Rồi bây giờ câu số 2. Câu số 2 Manasa Japhuto Siya. Manasa Japhuto Siya. Manasa Japhuto Siya. Câu này có 4 từ. Manasa là 2, Phuto là 3, Siya là 4. Chữ Manasa do cái từ Mama. Mama là một à, mana là một danh từ trung tính ha. Akaranta napum sakalinga. Và chữ mana này á được chia theo sử dụng cách ha. Sử dụng cách số ít. Có nghĩa là Đức ta tiền giao vừa pháp tiền có quá trình nạ, cho nên chữ mana nó biến thành manasa, manasa à, có nghĩa là bằng tâm, do tâm, do ý, bằng tâm, do tâm, do ý, chữ mana. Cách thứ năm, cách thứ năm là xuất xí cách banh chậm y vụ phát tiê cao quá chả ná à,
Thì đúng rồi, có chữ A. Và cách chia thứ ba, ta thì nhà vị phát tí, tức là ê na. À, không phải. À, xuất xứ cấp có nghĩa là nói lên cái vị trí xuất phát từ nơi nào. Thì ở này thì nó không có nghĩa là bằng tâm, mà do tâm, do tức là nơi xuất xứ mà. Thì chỉ bằng này là không được ha. Do tâm, do ý, tức là xuất phát từ tâm ý, thì cách chia thứ năm chứ không phải là cách chia thứ ba ha. Cách chia thứ năm là bánh chậm bi, xuất xứ cấp. Sách vở thì cũng có chỗ thế này, chỗ thế kia, quý vị thông cảm. Nhưng mà chúng ta tính theo những quy pháp tí, tức là những cái căn ngữ và tám cách chia. Thì ở đây nó là cách chia thứ năm. Rồi, bằng tạo do tâm do ý ha. Mà là xa chị cha này chắc là quý vị học nhiều quá rồi. Cha có nghĩa gì đây? Quên rồi, đó, bà con nhắc dùm đi. Cha. Alo. Quên chị cha này rồi. Cha là bà rồi, xa tu trụ, nhớ cha ha. Cha là bà, rồi sao nữa? Phu tô, nó trong cái dạng quá khứ phân tử, nhưng mà nó đứng làm chủ chủ các nha. Do căn ngữ pháp. Phu tô do cái từ phu ta. Phu ta là một danh từ nam tính, Akalanta Phung Linh Ga. Nhưng mà ở đây nó đứng trong cái dạng quá khứ phân từ làm chủ cách Bathama Ekavachana Vipatti. Cho nên phu tô ở đây có nghĩa là đã cảm xúc, đã thể nhập, đã cảm xúc, đã được thể nhập. Rồi, cùng Sĩ Gia học rồi, không biết còn nhớ không? Nên là trở thành Sĩ Gia, nên là trở thành, sẽ là nó cũng giống như một cái động từ to be. Vậy thì câu số 2 này câu số 2 này, Manasa Chaputo Siya. Manasa Chaputo Siya. Và có thể đã được thể nhập bằng tâm. Và có thể đã thể nhập do tâm. Câu số 3, Kame Sucha Appati Bhattacitto. Kame Sucha Appati Bhattacitto. Kame Sucha Appati Bhattacitto. Câu này có vẻ hơi ngoại lệ ha. Trong một bài thơ mà có một cái câu này xen vô, cái là thấy bảo đảm rằng ở chỗ này quý vị trục trặc kỹ thuật đừng đọc nghe cái lỗ 4 chữ rồi nó chạy vô đây tới 8 chữ mà chạy qua 11 từ. Wow, quý vị tới chỗ này hơi trục trặc kỹ thuật không sao. Thôi bây giờ do cái từ Kame Su trước đi. Kame Su do cái từ Kama, do cái từ Kama. Nhưng mà chữ Kama ở đây được chia theo E Su. Chia theo E Su. Và E Su ở đây thì cái chia nó là cái chia thứ 7, Satami Vipatti Bahuvachana.
Cho nên ê xú có nghĩa là trong các dục. Cái câu xin giới thứ ba ha, có cái chữ này nha, ca bê xú bích cha cha gà, thì trong các dục. Rồi, trong các dục cha, có chữ cha nữa là bà ấp bát ti bát tha chi tô, ấp bát ti bát tha chi tô, ấp bát ti bát tha chi tô. Cái này nó đi một cái nhóm từ giờ thòng lòn ha, nhưng mà bây giờ cắt ra chia ra. Đầu tiên chữ ấp, ấp ở đây có nghĩa là do một cái từ phủ định là á. Á nó đi trước ba tí thì phải thêm một chữ b nữa, và chúng ta đọc là ấp ha. Chữ ấp này có nghĩa là không. Rồi bát tí bát tha chi tô, cái từ bát tí nó cũng là một tiếp đầu ngữ ha. Rồi bát tha chi tô, bát tha chi tô, chữ bát tha cũng là riêng biệt ha. Rồi chữ chi tô do cái từ chi ra, ta phải nói về bát tí bát tha đi. Bát tí bát tha tiếp đầu ngữ bát tí có nghĩa là hướng về, và bát tha có nghĩa là kết chặt, cột trói hay là dính mắc. Bát tí bát tha có nghĩa ở đây nó là một cái từ về quá khứ, một cho nên ý nghĩa là đã bị dính chặt, đã bị cột trói, đã bị kết dính. Này, cái căn ngữ bắt có nghĩa là vậy. Và thêm cái gì mà cột dính, cột trói buộc, đó chính là citta, citto. Bởi vì chữ citta này nó là một danh từ trung tính akaranta la phum sakalinga. Citta ở đây được đứng làm coi như là chủ cách ha, chủ cách số ít. Cho nên chỉ chí ta biến chí tô và tham a e câu quá chá vị phát tí. Như vậy thì áp bát tí bát tha chí tô cho chúng ta ý nghĩa là tâm đã được thoát ly, tâm không còn dính mắc, tâm đã được thoát ly, tâm không còn dính mắc. Mà tư hiệu về bát tha, cái chặt cục trói, nhìn mắt chít tô chít ta, tâm được bắt lê tâm hồn, nhìn mắt rồi, xa thu, và cái câu cúng của áo quen câu cuối cùng nha. Út thăng sô tô tí bút chả tí, út thăng sô tô tí bút chả tí, út thăng sô tô tí bút chả tí, út thăng sô tô tí bút chả tí. Câu cuối cùng ở đây cái từ út thăng sô tô tí nó dính liền ha, chữ tô nó dính liền với chữ thăng, chứ không phải là út thăng riêng rồi sô tô tí riêng ha, mà chữ út thăng sô tô tí hay là một từ, rồi vút chà tí là một từ. Để coi cho mấy trong bài học là sao. Người muốn khô thì khô. Đây nhớ dính liền chứ không phải là rời ha, chữ út thăng. Ở đây hai từ nó cộng lại sinh nhật bình chỉnh lý, còn không thì chờ chút. Chữ út thăng sô tô tí, và tức là ở đây do cái từ út thăng cộng với sô tô, đây là một trạng từ có nghĩa là hướng về, hướng về. Rồi chữ sô tô
do cái từ Sota. Sota là một danh từ trung tính, Akrantanapum Sakalinga. Sota là dòng chảy ha. Sota là dòng chảy, người ta gọi là bọc lưu. Thì ở đây Uttang Soto, chị Sota biến thành Soto, nó đứng trong cái dạng chủ từ số ít và tham á câu văn chân lao bị phát tí. Uttang Soto có nghĩa là bậc thượng lưu. Thượng lưu ở đây tức là trên, cũng là trong cái dòng chảy đó, nhưng mà trên cái quả vị tu đầu là bậc thượng lưu, có nghĩa là bậc lai. Bậc lai nói về những cái vị mà đã chứng đắc thánh quả A-la-hàm. A-la-hàm thì ở đây Uttang Soto có gì tí ở sao, có gì tí ở sao, tức là chữ ý tí á, tí đó có nghĩa là ý tí ha. Ý tí là như vậy. Rồi chữ bút chà tí, bút chà tí có nghĩa là được gọi. Cái từ này là một động từ mà chúng ta cũng đã học nhiều, cho nên ở đây tương đối ngắn gọn một chút ha. Rồi như vậy thì câu số cuối cùng này, Uttang Soto tiếp bút chà tí được gọi là bậc thượng lưu, tức là vị thánh bất lai. Bất lai là không còn trở lại, tức là cái vị này đã nằm trong những vị thánh hữu học, không còn trở lại thế gian này nữa, gọi là bất lai. Rồi như vậy thì câu Phật ngôn 218 chúng ta đã thông qua ha. Bây giờ gom lại cho nó xuống sẻ một chút, là đã sanh lên ước muốn về nước bàn, tức là pháp không thể định nghĩa được, và có thể đã thế nhập bằng tâm, và tâm không còn bị trói buộc trong các dục, được gọi là bậc thượng lưu, tức là thánh bất lai. Còn ý nghĩa của Phật ngôn 218 đã sanh lên ước muốn về nước bàn, tức là cái pháp không thể định nghĩa và có thể là được thế nhập bằng tâm, có tâm không bị trói buộc trong các dục, gọi là bậc thượng lưu, tức là vị thánh bất lai. Và ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: nguyện thành quả vị ly ngôn, chẳng còn xúc động thánh môn đầu dòng. Tế vì các ái tiêu vong, những bậc như vậy xứng đồng thượng lưu. Nguyện thành quả vị ly ngôn, ly ngôn ở đây có nghĩa là niết bàn á. Nguyện thành quả vị ly ngôn, chẳng còn xúc động thánh môn đầu dòng. Thánh môn đầu dòng ở đây nói là ba cái quả vị thánh hữu học đầu, gọi là thánh môn đầu dòng. Tế vi các ải tiêu vong, những bậc như vậy xứng đồng thượng lưu. Và thượng lưu ở đây ám chỉ là quả vị A La Hán. Chúng ta còn phàm mà nói toàn là chuyện thánh không mà ha, nghe cũng hay khùng luôn. Rồi nghe Hòa Thượng Minh Châu thì ngắn gọn: ước vọng pháp ly ngôn, ly ngôn tức là ám chỉ về nước bàn ha. Rồi ý cảm xúc thượng quả, thượng quả tức là ba cái thánh quả hữu học, mà cái thánh quả A La Hán là vô học ha. Tâm thoát ly các dục, xứng gọi bậc thượng lưu. Đó là lời dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu.
Rồi còn bên ai BM gì đây nữa. Rồi như vậy thì quý vị thấy rằng câu Phật ngôn này này chúng ta cũng đã ổn định ha, nhưng cũng hơi khó hiểu. Không sao, học thì hiểu chứ cái gì đâu. Út thân sô tô, cái này cũng chưa sửa, về chờ chút nha. Út thân sô tô nó đi liền với nhau, út thân sô tô tí. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào trường âm và đoạn âm ha. Trường âm và đoạn âm để cái giọng đọc của chúng ta được ổn định. À, về ý nghĩa từ vựng có vị nào thắc mắc nhiều không? Thôi thì đi vào bài học. À, cố gắng đến ngày nào học được chừng nào thì học ha. Lúc này nó công việc cũng luôn vô. Nhưng mà tranh thủ học xong cái này rồi theo vô thường đến cũng mừng. Học được chừng nào hay chừng đó. Chân đa cha tô anakha tê, chân đa cha tô anakha tê. Câu này có bao nhiêu âm từ? Alo. À, cái 8 âm từ. Rồi 8, 8, 16 hả? À, Shikmita cũng đồng ý. À, chữ chanh là 1, đá là 2, cha là 3, tô là 4, á là 5, nắc là 6, kha là 7 và tê là 8. Trong 8 âm từ này có bao nhiêu trường âm? Có bao nhiêu trường âm? Và tám mà có tới 6 trường âm rồi ha. Chữ thanh là 1, cái cha là 2, chữ tô là 3, nắc là 4, kha là 5 và tê là 6. Chính xác bà con ơi. Trong 6 trường âm này thì nó nằm trong bao nhiêu trường âm? Nằm trong bao nhiêu loại trường âm? À, có 2 loại trường âm. Trong hai loại trường âm đó thì trường âm thông thường có được bao nhiêu? Trường âm thông thường có được 4 ha. Đó là chữ cha, chữ tô, chữ kha, chữ tê. Đó là 4 trường âm thông thường. Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Ồ, hỏi trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đưa lên hộp dịch ha. Rồi, bởi vì nó không có. Rồi, trường âm nhắn có bao nhiêu? Trường âm nhắn có 2, bởi vì 4 trường âm thông thường thì còn lại 2 trường âm nhắn. Chính xác. Rồi, những vị khác có hiểu chỗ này không? Sao ngồi im ru vậy sĩ? Rồi, mời sĩ Trung Nguyễn ôn lại câu số 1. Rồi, có mặt đó hay không, hay là vô để nick đó rồi ngồi chơi xe nước? Ồ, thấy đưa tay rồi, xà tu xin mời. Dạ, con kính định lễ Đăng Ân Đức Tăng Vô Tăng Ân Đức Pháp và Ân Đức Tăng. Con xin kính định lễ Ngài Trí Đức. Con kính chào các cô chú trong đạo tràng. Dạ, con xin phép được phân tích câu số 1. Con nhắc lại. Chân ta chê tô án đắc hà tê. Chân ta chê tô án đắc hà tê. Chân ta chê tô án đắc hà tê. Dạ, chê. Dạ, chân đó là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, tô là trường âm thông thường, á là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, tê là trường âm thông thường. Dạ, như vậy là có hai có tất cả có 6 trường âm, 2 trường âm, 4 trường âm thông thường và 2 trường âm nhấn. Dạ. Dạ, còn lại là có 2 đoạn âm.
À, dạ con đã phân tích xong và dạ, con xin dâng mít lại cho ngài và dạ, con không có sai, xin ngài chỉ sửa giúp con ạ. Alo, thí chủ Nguyễn, có ai ngồi gần chỉ không? Có ai ngồi gần coi như là nhắc rồi thuộc nét hay không? Mà sao hôm nay phân tích hay quá nhỉ? À, quý vị thấy thí chủ Nguyễn không hả? Ô, tuyệt vời! À, vậy là giỏi lắm bà con ơi! Tuyệt vời thí chủ Nguyễn! À, một sự thành công mà chúng tôi không ngờ ha. À, phân tích rõ ràng chính xác, chân đã trà tù ở nắc khà để không còn gì để mà nói. Ai với sĩ kim là tặng hoa nhiều quá, quan nghĩ tùy hỷ với việc làm, với sự phân tích của sĩ Trung Nguyễn, rồi thêm sĩ Meta, sĩ Nhật Quỳnh nữa, không có gì để mà nói nữa, quá hay. Rồi, câu số 1, không có ai thắc mắc gì hết, rõ ràng quá rồi còn thắc mắc cái gì nữa. Rồi, bây giờ qua câu số 2. Câu số 2, Manasa chấp phu tô si già, Manasa chấp phu tô si già, Manasa chấp phu tô si già, câu số 2. Muốn được khen như sĩ Trung Nguyễn thì câu số 2 này, sĩ Duyên xin mời. Thí Duyên 319 xin mời đem phân tích câu số 2. Alo, có mặt trước máy không? Hai à, chắc là nói vậy hơi khó ha. Thôi bây giờ nói trước đi. Câu số 2 này có bao nhiêu trường âm nhấn? Hỏi chung bà con ha. Câu số 2 này có bao nhiêu trường âm nhẫn? Chị Kim, chị Quỳnh, Nhật Quỳnh nó không có. Coi lại đi, có hay không? Manasa chắc chú tô si già. À, không có. Câu số 2 này không có trường âm nhẫn. Bởi vì sao? Trường âm nhấn là một trường âm, khi cái nguyên âm đó đi trước hai phụ âm thì ở đây không có hai phụ âm nào hết, mà cho nên không có trường âm nhấn ha. Câu này có bao nhiêu trường âm thông thường? Câu này có 3 trường âm thông thường, đó chính là chữ sa, chữ tô và chữ gia. Chữ sa, chữ tô và chữ gia. Và câu này có bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? À, câu này không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mà chỉ có một loại trường âm thông thường, đó là chữ sa, chữ tô và chữ gia. 3 trường âm thông thường thì như vậy câu này có bao nhiêu đoạn âm? À, còn lại là 5 đoạn âm, bởi vì một câu 8 từ ha. Chữ má là 1, chữ ná là 2, chữ chá là 3, chữ phú là 4 và chữ xí là 5. Rồi, như vậy thì alo, sĩ Duyên, 319 ha. Rồi, đọc lại, không biết có đúng không? Alo, sĩ Duyên, câu số 2 là một câu chỉ có một loại trường âm, tương đối. Dễ. Yeah. Ai mà bàn tay sĩ Duyên chắc đang bận gì rồi. Cho nãy giờ không tham gia, không có ý kiến ý còi gì hết. À, ồ, đang làm rồi. Đúng rồi. Bận. Chứ không bận là chát chót, là quậy rồi ha. Cái cô này đâu ngồi yên được đâu. Đang làm việc mà, không làm việc là thấy rung này cũng lộn xộn rồi, rối đời hình luôn á. Rồi, như vậy thì câu này dễ quá ha. Câu này dễ thôi, thông qua nha.
thông qua. Vậy thì câu số 1, câu số 2, sau khi mà chúng ta phân tích xong, giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau. Chân đa cha tổ anak kha tê manasa cha phu tổ si ya. Chân đa cha tổ anak kha tê manasa cha phu tổ si ya. Chân đa cha tổ anak kha tê manasa cha phu tổ si ya. Rồi, câu này là câu khó này. Câu số 3. Ca mê su cha ốc bát ti bát tha chi tổ. Ca mê su cha ốc bát ti bát tha chi tổ. Ca mê su cha ốc bát ti bát tha chi tổ. Alo, sư Thanh Thủy hồi nãy giờ ngồi im ru à? Câu số 3 này khó nè. Mời sư Thanh Thủy nè. Thấy khó quá chắc cũng ngồi im luôn chứ đưa tay lên biết người ta biết rằng mình còn có tham gia mà tham gia như vậy mà giải thích không được thì quê quá, thôi ngồi im luôn ha. Phải không sư Thanh Thủy? Alo sư Thanh Thủy ơi, bây giờ câu số 3 này là câu khó này, câu cứu nè. Mà cảm thấy khó thiệt thì đừng đưa tay nha. Đưa tay lên mà phân tích là bể mánh á, chắc là bể mánh á. Alo, sư Thanh Thủy nghe không? Ngủ cái gì? Tại thấy câu khó quá, im ru vậy đầu ngủ chứ là sao mà không nghe nữa. Vô đây mà không nghe thì vô làm gì? Nhưng mà coi như thấy khó quá đi. Rồi cái thôi giai đoạn ngủ luôn ha. Cái này gọi là giai đoạn ngủ à, chứ không phải là ngủ thiệt đâu. Rồi được khoảng hai đứa người treo áo ủng hộ ha. Vậy chơi xấu à, câu này phải mời sĩ Thị Lâm nè. Sĩ Thị Lâm là thấy vừa rồi là thí chủ lễ dân y Katina tại siêu lý ha, cũng nổi tiếng ha. Rồi bây giờ chắc cũng đương hân hoan với cái phước báo mình làm thí chủ. Thôi bây giờ cái câu này khó nhất đây trong cái bài này, mời sư Thi Lâm nè. Alo sư Thi Lâm ơi, chắc là bị mấy sư tử kia được trèo con cây chưa có sao hả, hoàng hồn hay sao ấy, thấy đưa bàn tay luôn xà thủ. Dạ, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư trí đức. Con kính chào đạo tràng. Và sau đây con xin phân tích. Dạ, con cảm ơn cô Như An. Ca mê su chá áp bá tí bát tha chít tô. Chí ca là trường âm thông thường, mê là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, chá là đoạn âm, ấp là trường âm nhấn, bá là trường âm, bá là đoạn âm, tí là đoạn âm, bách là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, chích là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Dạ. Câu này có 11 từ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dạ 11 từ, chữ trường âm thông thường thì có 1, 2, trường âm thông thường thì chỉ có 3, trường âm nhấn thì có 1, 2, dạ cũng có 3, số đó. Trong câu này không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con có sai, con mời sư sửa ạ. Con xin gửi mít lại sư. Alo sư Thi Lâm, mà sao sai được à, câu này có 11 từ rồi mới đếm sao hả à, nói trước rồi đếm sao biết sao mà sai được à, người ta thường thường người ta đếm trước rồi người ta mới nói sao à, sư Thi Lâm nó câu này có 11 từ rồi 1 2 3 4 à, hay ha à,
câu này có hai loại trường âm: trường âm thông thường và trường âm nhấn. Trường âm thông thường có 3 và trường âm nhấn cũng có 3. Trường âm thông thường đó là ca, mê và tô. Trường âm nhấn là chữ ốc, chữ bát và chữ chích. Như vậy là 6 trường âm, còn lại 5 đoạn âm, rõ ràng chính xác. Lâu lâu mời lên cái là thấy không có chỗ nào sai để mà nhắc hết trơn, quê thiệt. Rồi sa thủ, sa thủ, cái câu khó nhất mà Sĩ Thi Lâm coi như là đếm trước rồi nói trước rồi mới đếm sau. Quá giỏi. Rồi câu này quý vị có thấy thắc mắc gì không? Phân tích dạy con gì để mà thắc mắc? Xích Mít Ta này, Xích Nga Nhật Quỳnh này, Xích Kim Tặng Hoa, như vậy là số 1 rồi. Rồi cái này chắc chắn là Xích Thành Thủy bí cho nên ngồi im ru và mời không chịu lên ha. Ô Duyên cũng tặng toàn Hoa Hướng Dương không à. Rồi Xích Xuất ha, và Xích Xuất ra đến cùng đầu Phật có mất phần đầu ha. Bởi vì cuối cùng nè, câu cuối cùng này là cái câu mà để dành cho Sĩ Su Khá này. Út thần sô tô tí vút cha tí, út thần sô tô tí vút cha tí, út thần sô tô tí vút cha tí. Alo, xin mời Sĩ Su Khá. Xin mời Sĩ Đúc Khá là chắc không lên, nhưng mà mời Su Khá là phải lên thôi. Câu số 4, trường âm đoạn âm sao đây không biết nữa. Sĩ Su Khá ơi, hôm qua mới ca mới cầu cứu nè, có mặt đặt tên, còn nếu mà tới mà không mời lên nó khi dễ tham gia mà không có kêu lên sinh hoạt gì hết trơn, chán quá, lần sau không thèm vô luôn nữa. Rồi bây giờ mời Sĩ Su Khá cầu số 4. Út thần sô tô tí vút cha tí, trường âm đoạn âm sao đây. Alo, bàn tay nó mất tiêu rồi. Nên chị đen giúp ha. Rồi đầu gối của số đẹp bên sau một đen vậy nè, đó đuôi thang đó, thấy chưa, thấy chị đen chưa. Út thần sô tô tí vút cha tí, đưa lên nguyên bài luôn đó. Rồi cho xin bàn tay đi, chưa thấy luôn. Tức là đánh một câu đó thôi, chứ đánh nhiều quá thấy mờ mắt luôn ha. Thấy một câu thôi, một câu út thần sô tô tí vút cha tí, thấy đổi màu dùm. Xin Nhật Quỳnh phải chạy mất tiêu rồi. Rồi chờ chút đi ha. Út thần sô tô tí vút cha tí. Chị nhỏ xíu, thấy không được đâu. Rồi bây giờ nè, Sĩ Su Khá ơi, chị đen thui nè, câu số 4 nè, đó, thấy chưa? Rồi, thấy, đưa bàn tay lên đi. Thấy chưa? Đầu gối có bao nhiêu tuổi đầu mà mắt mũi gì mà kém quá vậy? Rồi, thấy rồi ha. Rồi, xa thủ. Alo. Alo, dạ con cảm ơn cô Như Quang, cô Mít Tà, cô Kim cho con biết tín hiệu. Dạ con kính chiên sư. Dạ tại vì là chữ đen con mới nhìn thấy ạ. Cô Kim đánh nhân chữ đen thì con nhìn thấy ạ. Cảm ơn cô Kim ạ. Cái nick đen xong là đánh chữ đen con mới nhìn thấy. Dạ con kính chiên sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. À, con xin con trước tiên con kính hành lễ thượng tọa chính đức cùng chư tôn đức tăng, con kính chào với cô tôn nữ cùng quý cô chú từ trong đạo tràng. Và con xin
phân tích đoạn số 4 của câu kinh Pháp Cú số bao nhiêu ạ? Một tuần vừa rồi con chưa học 218. Út thăng sô tô tí vúc chá tí là út là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sô tô, sô là trường âm thông thường, tô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, vúc là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Dạ, câu này có hai trường âm nhấn, một trường âm đọc theo giọng nguyên âm và ba trường âm thông thường là sô tô. Hai trường âm vòng là sô tô, tí chá tí, ba đoạn âm. Dạ, con đã phân tích xong ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ, con thỉnh sư lên mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Alo, xích mê ta tặng xích mê ta tặng ba cành hoa ha, nhưng mà xích kim là tặng rất là nhiều cành hoa. Lý do tặng nhiều cành hoa tức là xích số khá nên cầm micro có nói chữ ano ano ha, cho nên xích kim tặng hoa như vậy ha, hoa thiên vị ha. Ba cành hoa là thấy chính xác rồi, tặng nhiều cành hoa tức là người đó đã làm đúng theo ý của mình ha, mới vô nhưng mà căn bản vững chắc, cho nên khi mà sĩ Su Khá lên phân tích này đâu có chỗ nào sai đâu. Sĩ Thi Lâm lên phân tích thì người ta tặng hoa, bây giờ người ta lên phân tích đúng mà sĩ Thi Lâm cũng ngồi im ru rồi sĩ Nhật Quỳnh không biết bỏ chạy đâu rồi, không biết mà sĩ Thanh Thúy Thanh Thủy hồi nãy giờ cứ ngủ hoài, rồi sĩ Duyên thì bận làm con không tìm được hoa trời ơi. Rồi về sĩ Thi Lâm đang ở ngoài sa mạc á, cho nên kiếm hoa khó khăn quá ha. Ở Châu Biểu hạn chế quá cho nên chỉ tặng có ba cành hoa thôi, còn sĩ Kim thôi sát cái chợ đó ra mà quơ vào lẹ quá ha. Nhớ mà nhỏ mà có vỏ nên giỏi lắm, không sao. Rồi xa thủ hôm nay sao mà bất chợt gọi ra là ai cũng giỏi nha, lên phân tích chính xác hết trơn rồi còn nói gì nữa. Rồi sĩ Su Khá đã hoàn thành xong câu Phật ngôn 218, vậy thì câu số 3 và câu số 4 khi ráp lại để chúng ta có được một cái dòng đọc liền lạc với nhau ha. Cà bê su cha ốc bát tí bát tha chí tô thăng sô tô tí vô cha tí. Cà mê su cha ốc bát tí bát tha chí tô thăng sô tô tí vô cha tí. Cà mê su cha ốc bát tí bát tha chí tô thăng sô tô tí vô cha tí. Ở trong cái bài 218 này, câu số 3 là câu khó nhất. Mà cái gì khó thì Sĩ Thi Lâm vừa qua rất là dễ ha. Lâu lâu đưa nghĩa là tham gia cái là làm bà con hết hồn luôn tưởng là Sĩ Thi Lâm bí, ai ngờ Sĩ Thi Lâm câu số 3 phân tích chính xác. Rồi Sĩ Su Cá vừa vô cái là thấy alo cái là lên phân tích cũng chính xác luôn. Ô tuyệt vời quá. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. Còn ai thắc mắc cái gì không? Trường âm, đoạn âm. Không ai thắc mắc ha, phân tích vậy mà còn thắc mắc nữa là chắc sao á ha. Rồi bây giờ ôn lại từ trên xuống dưới. Chân đa cha tô anak kha te manasa cha phu tô chi ya ka me chu cha ap pati bap tha chit tô ut thang tô tô ti vô cha ti.
chân na tô an nát cha tê man nát cha cha phu tô chi ya ca mê su cha ấp bát ti bát tha chít tô út thăng sô tô ti phu cha ti chân đa cha tô an nát cha tê man nát cha cha phu tô chi ya ca mê su cha ấp bát ti bát tha chít tô út thăng sô tô ti phu cha ti chân đa cha tô an nát kha tê ma na sa cha phu tô si ya ca mê su cha ấp bát ti bát tha chít tô út thăng sô tô ti phu cha ti vọng pháp ly ngôn ý cảm xúc thường quả tâm thoát ly các dục xin gọi bậc thượng lưu. Ở đây qua hai dòng đọc, dòng đọc đầu tiên thì chúng tôi đọc nguyên cả bài ha, hai lần, và lần thứ hai thì đọc tới chỗ chữ si ya câu số 2 nghỉ. Quý vị có thể dễ dàng thì đọc tới câu số 2 nghỉ, rồi khi đó chúng ta tiếp tục. Rồi quý vị đừng có dừng lại chữ T, tức là câu đầu tiên, cũng đừng dừng lại nơi chữ tô câu số 3, mặc dù nó là trường âm, nhưng quý vị cố gắng đọc một lần hai câu. Còn nếu mà hơi sức dài á, khỏe trẻ như sư Thiên, sư Ca Su Khá, sư Dung Nguyễn, sư Thanh Thủy, sư Ca Duyên vân vân, thì quý vị đọc hết một lần bốn câu ha. Còn lớn tuổi như sư Ca Mít Ta, sư Nhật Quỳnh vân vân thì đọc tới chỗ chữ si già mà thì nghỉ. Rồi kính lễ để Đức Pháp Quang vừa đến với Pháp Hội. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị bảo đảm rằng một là sư Su Ca, hai là sư Kim đưa tay trước, ai ngờ mới nói là sư Kim làm liền ha. Rồi xin mời. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Quang, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Hôm nay con ở ngoài bạc, ở ngoài đường, con làm mất công chuyện. Nay con đọc trước, trả trước cho tới xong, để hồi có người đợi đông con làm không được. Và con xin đọc Kinh Pháp Cú câu 218. Cảm ơn Dung Nguyễn cho biết tín hiệu nghe rõ. Xúc khá đúc khá có nghe rõ không, cho bông qua để làm chi trời. Rồi dắt nghe rõ mới cho bông qua. Con không cần sư đưa bài đến đâu sư ơi. Cái chữ nhỏ trong iPhone con làm biến dòm lắm. Con biên chữ tự trong tờ giấy con đọc. Khỏi cắt cú luôn. Khỏi cái sai luôn. Con bắt đầu con đọc. Chanh đá cha tô anap kha tê manasa cha phúc tô si già kha mê su cha ap pa ti bắc tha chít tô út thằng sô tô tí quốc cha tí. Chanh đá cha tô anap kha tê manasa cha phúc tô si già kha mê su cha ap pa ti bắc tha chít tô út thằng sô tô tí quốc cha tí. Chanh đá cha tô anap kha tê manasa cha phu tô si già kha mê su cha ap bắc ti bắc tha chít tô út thằng sô tô tí quốc cha tí. Chành đá cha tô an nắp kha tê ma na sa cha phu tô si kha mê su cha ấp pha tích bắc tha chích tô út thằng sô tô tí quốc cha tí. Để con đọc một lần một hơi có được không á, để thở trước cái đã. Ủa sư cho rồi hả, vậy khỏi đọc thôi sư, để con đọc dịch luôn ha. Thôi đọc lại lần nếm một lần cho con đọc nổi không. Chành đá cha tô an nắp kha tê ma na sa cha phu tô si già kha mê su cha ấp pha tí bắp tha chích tô út thằng sô tô tí quốc cha tí. Ước vọng pháp ly ngôn, ý cảm xúc thượng quả, tâm thoát ly các dục, xứng gọi bậc thượng lưu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin cảm ơn sư và cô Mít Đà. Con xin nhường máy lại cho người khác.
Alo. Dạ con cảm ơn cô Như Quang cho con biết tín hiệu. Dạ cô Meta có nick đen, cô có thể bót bài dùm con hộ con một lần được không ạ? Hay là cô Dung Nguyễn ạ? Vì nick màu, cái nick cái màu nó tối nên con không nhìn thấy trên điện thoại, chữ nó nhỏ con không nhìn thấy ạ. Dạ nick đen, dạ được rồi, dạ con cảm ơn cô. Cô Kim ạ. Dạ. Giờ con xin đọc câu pháp cú số 218 ạ. Nam mô Bụt A Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sang Kha Di Đà. Dạ con kính đảnh lễ thượng tọa trí đức thượng đại đức Pháp Quang cùng tôn đức tăng. Con kính chào với cô tu nữ cùng với cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh pháp cú số 218. Chân đa cha tô amak kha te malasa chap futu sisa kame sucha aptatito uthang soto tip chati. Chân đa cha tô alak kha te malasa chap futu sisa kame ca mê su cha áp bát ti bát thát thát chi tô tí tô hay là chi tô biết dạ để con nhìn đọc một chút ạ. Dạ con xin đọc lại. Chandacha to alakhate malasa cha futo siza kame sucha apati bhatta chitto chitto uthang soti chati. Dạ con xin đọc lại. Chanda cha to alakhate malasa cha futu si ra kame sucha kame sucha sucha up. Dạ, chỗ này đoạn chữ xanh ạ. Áp bát tí bát tha chít tù út thằng sô tô chí út cha tí. Dạ, giờ con đọc thế ạ. Ước vọng pháp ni ngôn ý cảm xúc thượng quả tâm thoát ni các dục xứng gọi bậc thượng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Tinh Châu. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ không biết con đọc có đúng không. Dạ có một đoạn chữ xanh ạ. Có một đoạn chữ xanh nên con nhìn không rõ ạ. Dạ con tri ân đạo tràng. Dạ con xin sám hối đạo tràng. Con xin xuống mic ạ. Alo 123 123 xin kim sơn cái trang chỗ này màu xanh làm gì dán với nó để xe số cá tới chỗ chữ khó mà lại sơn màu xanh hả? Ấp bati bát tha chít tô ấp bati bát tha chít tô xe số cá nhớ hả? Bati bát tha chít tô rồi. Ủa
sư Xu Khá nói rằng sư Kim đưa lên chữ đen thấy rõ ràng nè, nhưng mà chữ ấp bát ti bát tha chi tô lại sang màu xanh, làm cho sư Xu Khá chỗ này coi như không được tự tin quá, cặp mắt của sư Xu Khá hơi yếu, quý vị thông cảm ha. Nhưng mà như vậy là giỏi rồi. Ai với sư Kim là tặng bông hoa như vậy là thấy sư Xu Khá giỏi rồi. Rồi mời quý vị tiếp tục ha. Con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ Sư Pháp Quang. Và con kính chào đạo tràng. Và con cảm ơn sư. Sau đây con xin trả bài câu pháp cú 218. Chành đa cha tô anak kha tê manasa chắc phú tô si ya kha mê su cha ap bát ti bát tha chít tô út thằng sô tô tí bút chá tí. Chành đá cha tô á nắp khà tề má ná xà chá phú tô xí dạ gà mê xú chá áp bá tí bách thá chích tô út thằng sô tô tí bút chá tí. Chành đá cha tô á nắp kha tề ma na sa cha phu tô ya ka me su cha ap ba ti bát tha chít tô út thằng sô tô ti bút cha tí. Ước vọng pháp ly ngôn, ý cảm xúc thượng quả, tâm thoát ly các dục, xứ bậc thượng luôn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chành đa cha tô a nắp kha tề ma na sa cha phu tô già gà mè su cha ấp ba ti bát tha chít tô út thằng sô tô ti bút cha tí. Nguyện thành quả vị ly ngôn, chẳng còn xúc động thánh môn đầu dòng, tế vi các ái tiêu vong, những bậc như vậy xứng đồng thượng lưu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con có sai, con mời sư sửa. Con xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Quang cùng chư tôn đức Phường Văn Năm vào đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Meta, cảm ơn Như Quang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con lời sau nghe nước rùm rêm ru, con cầm mít đại. Dạ không biết có giật mít của vị nào không, nếu có thì xin hoan hỷ giùm ạ. Dạ Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con được xin trả bài câu pháp cú 218 ạ. Dạ con tri ân ngài, con lo nhìn bài học con không có thấy mình rất mít. Dạ con kính tri ân ngài ạ. Dạ cảm ơn chị Meta. À, con
con xin đọc lại. Chan đa cha tơ anap tha tê manasa cha phu tơ si ya ka me su cha ap ap bati bap tha chit tơ ut thang so tơ ti vut cha ti. Chan đa cha tơ anap tha tê manasa cha phu tơ si ya ka me su cha ap bati bap tha chit tơ ut thang so tơ ti vut cha ti. Chan đa cha tơ anát kha tê manasa cha phu tơ si ya ka me su cha áp bát ti bát tha chít tơ ut thang sơ tơ ti bút cha ti. Chan đa cha tơ anát kha tê manasa cha phu tơ si ya ka me su cha áp bát ti bát tha chít tơ ut thang sơ tơ ti bút cha ti. Ước vọng pháp ly ngôn ý cảm xúc thượng quả, tâm thoát ly các dục xứng gọi bậc thượng lưu. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Chan đa cha tơ anát kha tê manasa cha phu tơ si ya ca me su cha áp ba ti ba tha chít tơ ut thang sơ tơ ti bu cha ti. Chan đa cha tơ anát kha tê manasa cha phu tơ si ya ca me su cha áp ba ti ba tha chít tơ ụt thăng sơ tơ ti vút cha ti. Viện thành quả dị ly ngôn chẳng còn xúc động, thánh môn đầu dòng tế vi các ái tiêu vong, những bậc như vậy xứng dòng thượng lưu. Và đây là bản khổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức như quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và con có đọc sai, ngài chỉ dạy đại cho con. Ôm mến chào Hạnh Dung, mến chào Minh Tấn Quy Nhơn và kính Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Và con không biết Đại Đức Pháp Quang, Đại Đức Pháp Quang có trước máy không? Dạ, sư có cầm mic không? Dạ, sa thú. Bàn tay Dung Nguyễn, bàn tay chị Meta và kính mời đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Như Quang cho biết. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Quang, cùng chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu Pháp Cú 218 ạ. Chanh đá trà tô anác khà tê má ná xà chá phú tô si dạ cà mê su chá áp bá tí bách thá chích tô út thăng sô tô tí út chá tí. Chanh đá trà tô anác khà tê má ná xà chá phú tô si dạ cà mê su chá áp bá tí bách thá chích tô út thăng sô tô tí út cha tí. Chanh đá cha tô anát khà tê má ná xà cha phú tô si dạ cà mê su cha áp bá tí bá tha chít tô út thăng sô tô tí út cha tí. Ước vọng pháp ly ngôn ý cảm xúc thượng quả, tâm thoát ly các dục xin gọi bậc thượng lưu. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Chanh đá trà tô anát khà tê má ná xà cha phú tô si dạ cà mê su cha áp bá tí bát thá chích tô út thăng sô tô tí út cha tí. Nguyện thành quả vị ly ngôn chẳng còn xúc động, thánh môn đầu dòng tế vi các ái tiêu vong, những bậc như vậy xứng đồng thượng lưu. Đó là bản dịch của hòa thượng Giới Đức. Dạ, con xin trả máy lại cho đạo tràng.
Dạ, con không có thấy ai cầm mic cho nên thôi con xin phép cầm mic ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đại tràng. Con kính chào quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào thầy Kinh. Con kính chào các cô chú trong đại tràng. Dạ, con cảm ơn cô Mít Ta đã cho con biết tín hiệu. Dạ, cô Như Quang. Dạ, con xin phép đọc câu pháp cú 218. Chan bát tô ác nát sa tê mát nát sa chá phút tô xí già kà mít xú chá ác bát tí bát thái chí tô ức thằng sô tô tí phút chá tí chan bát chà tô ác nát sa tê mát nát sa chá phút tô xí già kà mê xú chá ác bá tí bá tháp chí tô úc thằng sô tô tí phúc bá chà tô á nắc xà tê á mắc xà chà phút tô xí già kà mê xú chá ác bá tí bá tháp chí tô úc thằng sô tô tí phúc chá tí ước vọng pháp ly ngôn ý cảm xúc thượng quả tâm thoát ly các dục xứng gọi bậc thượng lưu. Dạ, bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Chan bát cha tô an nát sa tề mát nát sa chá phút tô xí già kà mê su chá ác bát tí bát thát chí tô úc thằng sô tô tí vứt chá tí nguyện thành quả vị ly ngôn chẳng còn xúc động thánh môn đầu dòng tế vi các ái tiêu vong những bậc như vậy xứng đồng thượng lưu. Và dạ, bản dịch của hòa thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con kính dâng mic lại cho đạo tràng. Dạ, con xin gửi mic lại ạ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính đảnh lễ Sư Pháp Quang cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, kính chào cô Nhật Quỳnh, kính chào thầy Kinh và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép được đọc câu Phật ngôn số 218. Dạ, cảm ơn cô Như Quang. Chan đa cha to anat ka te namasa cha phu to si ya ka me su cha ap bati bat tha chit to ut thang so to ti vut cha te. Chan đa cha to anat ka te namasa cha phu to si ya ka me su cha ap bati bat tha chit to ut thang so to ti vut cha te. Vọng pháp ly ngôn, ý cảm xúc thượng quả, tâm thoát ly các dục, xứng gọi bậc thượng lưu. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chan đa cha tô anaka te namasa cha phu tô si ya ka me su cha ap bati pat tha chit tô ut thang so tô ti vut cha tí. Chan đa cha tô anat ka te namasa cha phu tô si ya ka me su cha ap pati pat tha chit tô ut thang so tô ti vut cha tí. Nguyện thành quả vị ly ngôn chẳng còn xúc động thánh môn đầu dòng tế vi các ái tiêu vong những bậc như vậy xứng đồng thượng lưu. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong ạ. Dạ, con xin trả mic lại cho đạo tràng.
mến chào Huynh Kinh vừa đến với Pháp Hội. Sa tu, hôm nay vị nào đọc cũng hay hết. Bài này khó đọc, nhưng mà quý vị đọc được như vậy là thấy thành công. Nhất số 3. Bây giờ ôn lại, qua dụng kinh xong thì chúng ta có thêm một cái dụng kệ nữa. Kinh gọi là sutta, kệ gọi là gatha, cũng tùy trường hợp mà chúng ta đọc dụng kinh hay là đọc dụng kệ. Nhưng ngoài đây thì quý vị cũng nên biết để rồi khi hòa nhập ở chỗ này chỗ kia ha. Rồi chúng ta xin ôn lại. Chân đã trà tô ấn nắp khà tề mát nát xà chá phú tô sĩ già cà mê xuất chá ốc bát tí bát thá chí tô út thần sô tô tí vút chá tí. Chân đã trà tô ấn nắp khà tề mát nát xà chá phú tô sĩ già cà mê xuất chá ốc bát tí bát thá chí tô út thần sô tô tí vút chá tí. Đó là trường âm và đoạn âm ha, đọc theo giọng kinh. Còn bây giờ giọng kệ thì quý vị nhớ một câu 8 từ thì chúng ta chia làm hai, và như vậy thì đọc một lần 2 câu. Nhưng mà ở đây cái đặc biệt là câu số 3 tới 11 từ. Chính vì vậy 11 âm từ này thì chúng ta cũng phải linh động. Phải linh động. Đây là một trường hợp ngoại lệ của một bài thơ ha. Và dụng kệ thì chúng ta xin đọc trước ha. Chánh đa cha tô a na kha tê ma na sa cha phụ tô si ya ca mê su cha âm ba ti ban sa chi tô un thăng sô tô ti vun cha ti. Chánh đa cha tô a na kha tê ma na sa cha phụ tô si ya ca mê su cha âm ti ban tha chín tu mu năng số tu ti vun cha ti chánh đa cha tu a na te mana sa cha phụ tu si ya ca mê su cha âm ba ti ban tha chín tu mu năng số tu ti vun cha ti ước vọng pháp ly ngôn ý cảm xúc thượng quả tâm thoát ly các dục xứng ngoài bậc thượng lưu. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị chữ phú tô chữ ngộ vậy ha. Chữ phú tô thì có những trường hợp trong Pali thì quý vị biết chữ T có chấm dưới và chữ T không có dấu chấm dưới, chữ D có dấu chấm dưới và chữ D không có dấu chấm dưới, nó đi theo từng đoạn gọi là quốc gia. Quốc gia huỳnh kinh bên ví dụ pháp thôi và cái qua bên Pali này tới chữ phú tô này hay ngộ ha. Rồi và Huynh Kinh lên kể trước đi, bởi vì Huynh Kinh là một nghệ sĩ mà luôn luôn có cây đàn bên, chắc với cái âm giọng này chắc Huynh Kinh là có những kể hay lắm á ha. Rồi mời Huynh Kinh trước đi. Alo, bởi vì thấy cái chữ ngộ chắc chắc Huynh Kinh đã ngộ ra. Rồi Sa Tú xin mời Huynh. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Hai Dạ. Kính lễ Chư Đại Đức, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng. Thân chào tất cả quý vị. Phải vị sư tại với chữ O, sao chữ O sao nằm riêng răng bên không kéo gần là được. Thấy chữ O đó, phút to chữ O nằm chạy răng bên. Hay là chắc bạn cái máy mình nó nhảy vậy. Thì bây giờ con xin đọc cái bài kệ này rồi kệ nên chút xíu cho nên quan hỷ. Đây chân đã trà tô anak kha tê manasa chế phu tô sĩ già ca mê su cha ấp ba ti bát tha chít tô út thăng sô tô thi út chất tích.
Bây giờ kể con cho nha. Chân ra cha tô à nắc kha tê ma sa cha phu tô si ya a mê su cha a pa ti bát tha chi tô ột thăng sô tô tê út cha tê. À, xin kể như vậy. Dạ, xin nhận mic lại cho Roma. Dạ, xin xuống mic. Alo, 123, 123, quý vị nghe Huynh Kinh kể, bài giọng kinh tuyệt vời, nhưng mà qua giọng kể cũng đâu có dở. Quý vị lắng người ha, im ru, thấy Huynh Kinh kể hay quá rồi quý vị đâu dám đưa tay lên, cứ mạnh dạn lên chứ, kể có nghĩa là sao cũng được hết, có âm điệu. Thay vì bài ca, những bài ca coi như là tùm lum tà la, nhưng mà đây là những bài ca Ấn Độ mà, những bài ca mà tán dương về Đức Phật thì này thì tuyệt vời chứ có gì đâu. Rồi bây giờ mời bàn tay của quý vị chúng ta tiếp tục đi, thời gian còn nhiều. Là Huynh Kinh mất cỡ bỏ chạy rồi thấy không? Cổ Huynh Kinh vô quý vị ngại cái gì không biết nữa. Đọc giọng kinh cũng hay mà giọng kệ cũng tuyệt vời. Rồi bây giờ quý vị tiếp tục, mà muốn đọc giọng kinh cũng được, muốn đọc giọng kệ cũng được. Rồi Minh Tấn Quy Nhơn nè, đưa tay lên mắc cỡ gì. Xích Duyên nè, rồi Xích Thanh Thủy nè, rồi sẽ số khá rồi. Minh Tấn quá, Hạnh Dung xà thụ xà thụ, năng nỉ mới chịu lên, khổ quá bà con ơi. Dạ Nam Mô Bích Thaya, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sankhaya. Dạ con kính đánh lễ Ngài Trí Đức, kính đánh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép kể câu Phật ngôn số 218. Chanda cha to anat kate manasa cha phu to siya kame suca apati patta citto utang soto tivucati janda cato anat kate. Dạ con xin lặp kể lại ạ. Janda cato anat kate manasa cha futo siya kame suca apati patta citto utang soto. Ước mong
Dạ, con hết nghe xích hành dung rồi nên là con xin lên mic. Con vô room nhưng mà cũng bận, hồi sáng giờ bây giờ con mới mới lên mic được. Dạ, con thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và cũng kính chào quý cô chú anh chị em Phật tử. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 218 ạ. Chan đá cha tô á nát kha tê má nát xà chá phú tô xí già cà mê số chá ấp bá tí bát thá chích tô thằng sô tô tí quốc chá tí chan đá cha tô á nát kha tê má nát xà chá phú tô xí già cà mê số chá ấp ba tí bát thác thá chích tô út thằng sô tô tí vút chá tí chành đá cha tô á nách khà tề má nách xà chá phú tô xí già cà mề xú chá ấp ba tí bát thá chích tô út thằng sô tô tí vút chá tí ước vọng pháp ly ngôn ý cảm xúc thượng quả tâm thoát ly các dục xứng gọi bậc thượng lưu. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nguyện thành quả vị ly ngôn chẳng còn xúc động thánh môn đầu dòng tế vi các ái tiêu vân những bậc như vậy xứng đồng thượng lưu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã trả bài xong, con có sai xin sư chỉ bảo ạ. Con xin gửi mic lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Cảm ơn Như Quang, cảm ơn chị Meta cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, có phải là bây giờ là đạo tràng kệ phải không quý vị? Dạ, Như Quỳnh nãy giờ cảm ơn Như Quang rất là nhiều. Có Như Quang trực máy nên Như Quỳnh lặn rất là sâu nên không có biết. Dạ, không có biết là đạo tràng kể hay còn đọc kinh mà vào thì nghe mình tấn mà không phải là mình tấn mà phú biển đọc kinh. Dạ, giờ thấy kể hả? Dạ, đạo tràng còn vị nào chưa kể không thì mời bàn tay đi. Dạ, còn vị nào chưa kể thì kính mời bàn tay ạ. Dạ, chưa thấy bàn tay Nhật Bình xin kể trước. Quý vị nào mà chưa kể thì cứ đưa bàn tay lên nha. Dạ, con lần nữa con xin sám hối với đạo tràng. Nãy giờ con lặn sâu quá. Dạ. Bữa nay cái đường nét của Nhật Quỳnh rất là yếu. Nó té lại thôi. Dạ. Chành đá cha tô à nã kha tê ma na sa cha phù tổ si ya ca mẹ sư cha áp và ti bát tha chít tô ủa thăng sô tô tì bút cha tì chành đã cha tô à nạp kha tê ma na sa cha phù tổ si ya ca mẹ su cha áp bát ti ba tha chít tô ủa thăng sô tô tì vuốt cha tì ước vọng pháp đi ngôn ý cảm xúc thượng quả tâm thoát ly các dục xứng gọi bậc thượng lưu. Dạ, đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu.
chan đa cha tơ anat ka te mana sa cha phụ tô si ya ca mẹ su cha ak ba thi ba tha chit tơ ua thang sơ tơ ti put cha ti chan đa chơ tơ anat ka te chan đa cha tơ anat ka te. Dạ, không sai rồi. Chẳng đa cha tơ à nát khá tê ma na sa cha phụ tô si ya ca mê su cha à ba ti ba tha chít tơ ua thăng sơ tơ tì vuốt cha tì. Nguyện thành quả vị ly ngôn chẳng còn xúc động, thánh môn đầu dòng tế vi các ái tiêu vong, những bậc như vậy xứng dòng thượng lưu. Và đây là bản khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, được bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, còn vị nào chưa kể thì xin mời bàn tay ạ. Dạ, còn vị nào chưa kể không, cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu đi. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ, xà thú chị Meta, kính mời chị. Dạ, một lần nữa con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Đại Đức Pháp Quang cùng chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin kể câu Pháp Cú 218 ạ. Chẳng đá cha tô à nắng khá tế mana sa cha phụ tổ si ya ca mê su cha ap ba ti ba tha chích tổ ô đẳng sô tô ti vô ta ti chành đã cha tô a na kha ta mana sa cha phụ si ya ca mê su cha ap ba ti ba tha chích tô ô thẳng sô tô ti vô cha ti. Ước vọng pháp ly ngôn, ý cảm xúc thượng quả, tâm thoát ly các dục, xứng gọi bậc thượng lưu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chành đã cha tô à nắng khá tê ma na sa cha phù tổ si ya ca mê su cha ập ba tỷ bát tha chích tô ụt thẳng sô tô ti vuốt cha ti. Nguyện thành quả vị ly ngôn chẳng còn xúc động, thánh môn đầu dòng tế vi các ái tiêu vong, những bậc như vậy xứng đồng thượng lưu. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin nhường mic cho người khác. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, câu Phật ngôn 218 về dòng tin cũng khó mà dòng tệ cũng khó luôn, nhưng mà hôm nay quý vị đã vượt lên chính mình qua tu kinh tiếng kệ, đó là một cái sự thành công. Câu này rất là khó, nhất là câu số 3 ha. Về dòng tin thì cái từ Appatibhattacitto, Appatibhattacitto dòng tin, rồi qua dòng tệ thì nó cũng dài quá, làm cho quý vị cảm thấy hơi khó khăn ha. Không sao, vượt qua trở ngại thì chúng ta mới thành công. Nguyện thành quả vị ly ngôn, mà ước vọng pháp ly ngôn thì chúng ta cũng phải nỗ lực. Chứ bây giờ chúng ta muốn thành công mà không cố gắng, không kiên trì, không nỗ lực thì làm sao mà cái quả vị sự thành đạt mới đến với chúng ta. Nhưng mà hôm nay
thực tế là quý vị đã thành công dùng tin tiếng kệ. Rồi bây giờ chúng ta xin ôn lại và đi vào duyên sự. Chân đá cha tô nắp khà tề mát nát xà chá phú tô xí già cà mề xú chá ốc bát tí bát thá chí tô út thần sô tô tí vô chá tí. Chân đá cha tô nắp khà tề mát nát xà chá phú tô xí già cà mề xú chá ốc bát tí bát thá chí tô út thần sô tô tí vô chá tí. Chánh đa cha tô a na kha te ma na sa cha phu tô si ya ca me su cha am ba ti ban tha chin tô un thăng so tô ti vun cha ti chánh đa cha tô a na kha te ma na sa cha phu tô si ya ca me su cha âm bát ti ban tha chín tu un thăng so tu ti vun cha ti ước vọng pháp ly ngôn ý cảm xúc thượng quả tâm thoát ly các dục xưng gọi bậc thường tu Phật ngôn 218 được Đức Phật thuyết ra khi ngài ngự tại chùa Kỳ Viên Chê Tâu Quỳnh Ác, đề cập đến một vị tỳ khưu đã chứng đắc thánh quả A Na Hàm. Một ngày nọ, các vị tỳ khưu đệ tử đã hỏi với cái vị tỳ khưu sư phụ này, hỏi rằng: bạch ngài, ngài đã đắc quả đặc thù chưa? Quả đặc thù ở đây có nghĩa là quả vị A La Hán. Thì vị thầy này mới tự nghĩ rằng cái quả vị bất lai thì hàng cư sĩ tại gia cũng có thể chứng đắc, vậy thì để khi nào mà chứng đắc cái quả vô sanh, tức là quả vị A-la-hán rồi, thì ta sẽ nói với các đệ tử của ta. Đang còn đắn đo e dè chưa nói gì cả thì ngài đã mệnh chung và tái sanh vào cõi Tịnh Cư Thiền. Khi đó thì các vị đệ tử khóc lóc than thở, rồi đến ý kiến bậc đạo sư ngồi xuống một bên, nhưng mà vẫn khóc bởi vì nghĩ rằng thầy của mình chưa có chứng đắc thành quả gì cả. Đức Phật mới hỏi các vị đệ tử ấy rằng: này các tỳ kheo, có gì mà các thầy lại than khóc như vậy? Bạch Đức Thế Tôn, thầy Tế Bụt Con đã mệnh chung. Này các tỳ khưu, dầu sao thì các thầy cũng chớ nên sầu não bi thương, vì đó là cái định luật vô thường. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con vẫn biết là như thế, tuy nhiên chúng con có hỏi thì thầy Tế Độ của con có chứng đạt được quả vị đặc thù nào chưa, thì thầy Tế Độ của con không trả lời gì hết và mạng chung, do đó chúng con mới buồn khổ như thế này. Đức Phật giải thích rằng: này các tỳ kheo, cho nên buồn khổ thì tế độ của các ngươi đã chứng đắc thánh quả A La Hán, nhưng mà tự nghĩ rằng quả bất lai này người cư sĩ cũng có thể chứng đạt được, đợi khi nào mà chúng ta chính cá nhân ta chứng đắc thánh quả A La Hán rồi thì ta sẽ nói cho chúng đệ tử nghe. Đang ngần ngại chưa kịp nói thì thầy Tế Độ của các ngươi đã mệnh chung và đã sanh về cõi Tịnh Cư Thiền. Vậy thì hãy vui lên đi, này các thầy tùy theo, thầy của các ngươi đã giải thoát cái tâm khỏi cái sự ràng buộc của ngũ trần, thành ra một vị một bậc thượng lưu. Đây là một cái điều rất là cao quý. Và Đức Phật nói lên câu Phật ngôn 218 này. Hoàng đều đọc lại cho Trần Đa Cha Tô Anak Kha Tê Manasa Chấp Phú Tô Sĩ Gia Cà Mê Sư Chà Ốc Bá Thị Bác Thá Chí Tô Út Thần Sô Tô Tiếp Vô Chà Tị. Ước vọng pháp ly ngôn, ý cảm xúc thượng quả, tâm thoát ly các dục, xứng gọi bậc thượng lưu. Và khi Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn 218, các vị tỳ khưu đó đã chứng đắc thành quả A La Hán.
Và đại chúng khi nghe câu Phật ngôn này cũng đều hưởng được sự lợi ích của pháp thoại. Ý nghĩa câu Phật ngôn này tức là một vị tỳ khưu sau khi chứng đắc thân quả A-la-hàm vào cái tái sanh và cõi vô phiền thiên, và từ đó trở đi do ảnh hưởng của sự liên kết sanh lên tới sắc thức cánh Akanitha gọi là thượng lưu bàn, và thầy của các vị tỳ khưu này đã đạt đến cái quả vị là như vậy, tức là bất lai, không còn trở xuống trong tầm giới này nữa. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng cư sĩ tu còn đắc bất lai thì cứ cũng vậy, có chi tài cầu mong quả tột cùng La Hán mới xứng làm gương để dạy ai. Thầy tịch mà không trội tiếng chi, không trối tiếng chi, trò ngu tưởng quấy là sầu bi, nghe lời Phật giải liền tiêu khổ, đắc quả vô sanh lẽ chốc kỳ. Câu Phật ngôn 208 nguyên sự chúng tôi cũng đã trình bày xong. Và cái điều quan trọng ở đây, chỉ chanh đã, tức là ước vọng, nguyện vọng, ước vọng, nguyện vọng để chúng ta chứng đạt thánh quả, thì điều thiết thực ở đây chúng ta phải tạo nhiều công đức, tạo nhiều phước báo. Muốn tạo nhiều công đức, tạo nhiều phước báo trong hiện tại này, Shishuka ơi, ngày mai là ngày mà phái đoàn của Thái Lan sẽ ra làm lễ dân y tại chùa Khmer ở Đồng Mô ha. Đó là một cơ hội để chúng ta tạo phước sự, và với cái ước nguyện sẽ trở thành một vị thiện ra thì khâu, hay là một cái vị gọi là hoa khôi toàn vũ, hay là một cái vị công chúa, hay là một cái vị hoàng hậu nghĩa là tuyệt trần trong thế gian này, thì hãy ước nguyện nhưng mà phải làm phước. Tức là có phái đoàn hoàng gia của Thái Lan sẽ đến cái chùa Khmer ở tại Hà Nội đó ha. Đó là một cơ hội để cho sĩ số khá tham gia ha. Mình có tạo phước được á thì mình mới nguyện, chứ còn bây giờ trước thì tiền nguyện cái gì ha. Thì mong quý vị nhân cơ hội này ha. Rồi sĩ phố biển nè, dân y Katina xong rồi thì ngày mùng 5 phái đoàn sẽ ra động chư tăng ở miền Nam sẽ ra động thổ tại chùa Phước Quang. Đó là một cơ hội để quý vị gieo trồng thiện sự, làm của hành trang tư lương, rồi muốn ước nguyện như thế nào đó thì ước nguyện. Nhưng mà ước nguyện những cái phước mà vô lậu thì tốt hơn là phước hữu lậu ha. Cái đó chúng ta ước vọng những pháp liên ngôn nó dễ, nhất là Katina, một cái quả báo rất là đặc thù. Tức là cái phước nó đến với chúng ta bằng thần thông, y bác không cần kiếm gì hết, không cần tìm, mà khi phước duyên đã đến thì Ehipiku thiện la dị kheo rất là tuyệt vời. Rồi còn ai nữa đây trong room này, nghe coi. Đại khái là như vậy ha. Rồi hình như Chitmita, Chit Hành Dung năm này hay năm sau gì đó làm thí chủ ở chùa Phước Hộ của Thượng Tọa Minh Huệ. Thì cái ước vọng của mình, cái nguyện vọng của mình như thế nào, thì bây giờ phải có đầy đủ ba cái thời kỳ chi tiền, chi hiện và chi hậu. Thì quý vị đã xin, thì bây giờ tâm tư nguyện vọng của quý vị an trú trong cái sự hoan hỷ. Năm sau hả? Năm sau thì bây giờ chi tiền, mình có mồ hôi nước mắt tạo ra vật chất, chi tiền, rồi xếp
Thì Lâm làm vừa quan nghĩ kìa, cười kìa, chia phước cho bà con đi. Hả? Chị Thi Lâm chia phước cho bà con, mình đã là thí chủ lễ dân y chùa Siêu Lý, trời ơi, đồng quá, vui vẻ quá trời quá đất, không biết chia sẻ hả? Chia phước với ai chia còn xé là chi hả? Anh cháu quen đi, chứ còn xé là chi nữa, nó nát vụn hết. Để bà con coi như tùy hỷ với cái phước của mình, thì sau này á, mình không phải là những vị chư thiên cô đơn, đơn là có tạo phước rồi, nhưng mà không có tùy tùng, không có quen thuộc, không có hội chúng. Khi mà chúng ta làm phước, những người khác hùn vô, hoặc là mình chia phước cho những người khác, người ta tùy hỷ với cái phước đó, thì sau này mình có thể là làm tổng thống, làm chủ tịch, rồi có tiền hô hậu ủng. Chứ còn bây giờ mình làm phước mà không kêu gọi ai, thì sau này quyền cao chức cả, nhưng mà nhìn xung quanh không có ai cả. Nhìn xung quanh không có ai hộ tổng, không có ai coi như là phụ hòa gì hết, thì thấy nó cũng buồn lắm. Rồi quan hỷ đi. Rồi cái vấn đề quan trọng trong cái câu Phật ngôn này, mình nguyện, mình ước vọng, nhưng mà nguyện ước vọng để đạt được thánh quả thì bây giờ mình phải tạo phước. Ở đây cái vị thầy tế độ này nói với những người đệ tử, với cái nguyện vọng của vị này, nghĩ rằng cái quả vị A La Hàm là cái quả vị mà người cư sĩ có thể chứng đắc được. Vậy thì mình là người xuất gia phải đạt đến cái gọi là những bậc thánh vô lậu, trong quả hữu lậu. Hữu lậu tức là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm. Vị này đã đạt đến tam quả, tức là quả vị A La Hàm. A La Hàm chỉ còn một kiếp nữa là không có trở lui lại, tức là bất lai, là không còn trở lui lại với thế gian này nữa. Và vị này nghĩ rằng với quả vị của mình thì chứng đắc thánh quả A La Hán không bao lâu, và nghĩ rằng mình khi nào đạt được quả vị A La Hán, tức là vô lậu á, thì khi đó mình sẽ báo cho đệ tử biết. Ai ngờ đạt được quả vị A La Hán thì vị này đã đi theo cái định luật vô thường, nhắm mắt xuôi tai. Và khi mà không nói lên cái sự thành đạt của mình, thì những người đệ tử này cứ nghĩ rằng ồ, thầy của mình coi như tu tập chẳng có chứng đắc được cái thánh quả gì hết, buồn tối và khóc lóc. Nhưng mà Đức Phật nói rằng cái nguyện vọng của vị này, chanh đá trà tô, nguyện vọng của vị này là muốn cho đệ tử biết cái thành quả của mình là tối hậu. Khi nào mà đắc được thánh quả là hạng thì báo cho biết, cho nó quan hỷ. Có đạt được thì vị này đã lên cõi ngũ tịnh cư thiên. Cái cõi ngũ tịnh cư thiên là cái cõi mà các vị A La Hán chỉ lưu ngụ ở đó một thời gian ngắn và đạt quả vị A La Hán, tức là trong vòng từ Tu Đà Hoàn tới Tư Đà Hàm A La Hán thì luân lưu trong vòng 7 kiếp. Và cái vị A La Hàm này là kiếp thứ 7, tới đó bất lai và đi luôn. Nhưng mà những người đệ tử này nghĩ rằng ô, ông thầy mình tu chắc cũng không có kết quả gì, không có một cái sự thành đạt gì, cho nên hơi buồn. Nhưng mà đâu có biết được cái tâm trạng của các vị thánh. Ngài muốn báo một cái sự đặc thù, một cái sự tối thượng trong cái tu tập của phạm hạnh, nhưng mà vô thường đến sớm quá, làm các đệ tử coi như buồn rầu sầu khổ. Thì ở đây muốn một cái ước vọng, một cái nguyện lực để thành công, thì chúng ta phải tạo trữ những thiện sự. Punya niparalo kasmin patita hon tipa nidang. Phước là nơi nương nhờ
Bồ Tát Chánh Sanh và phước đưa chúng ta từ hữu lậu đến vô lậu. Chúng ta làm phước mà với cái tâm mong cầu ước muốn để làm giàu sang, làm để được cao quý trong thế gian này, thì cái phước đó đưa chúng ta sanh tử luân hồi. Còn cái phước mà vô lậu á, là những cái phước mà chúng ta nguyện để được giải thoát, không còn tham sân si, thì chính những cái phước đó cao quý. Những cái phước đó cao quý và nó làm cho chúng ta coi như không bị tám pháp thế gian ràng buộc chi phối. Rồi đây là một cơ hội để cho Sikmeta ha, Sisukha này ha, Sikhanyung, Sikhilam đã làm rồi ha, rồi Sikduyên vân vân, gieo trồng những thiện sự trong những cái cơ hội thiết thực trong hiện tại này. Rồi alo, qua cái ý nghĩa câu Phật ngôn này, bởi vì nói lên ý nghĩa của các sự chứng đắc của các bậc thánh, cho nên cái vấn đề mà đó hơi khó nói, thì chúng tôi muốn trình bày với chùa Chanh Đát Cha Tô, tức là cái nguyện lực của mình phải do một cái gì nó đưa đẩy, mà sự đưa đẩy đó là do cái sự tu tập, sự tích tụ, tích trữ những cái thiện pháp mà mình cố gắng làm bây giờ, thì khi đó chúng ta mới đạt được cái pháp ly ngôn, chúng ta mới đạt đến thượng quả, tâm của chúng ta mới thoát ly được các dục. Rồi quý vị có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn 218? Xin mời bàn tay của quý vị, chúng ta còn một thời gian ngắn. Rồi xin mời. Dạ, sa thú lành thai. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi thuyết giảng duyên sự cũng như giảng dạy thêm cho chúng con hiểu cái bài kinh ngày hôm nay. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Ngài rất là nhiều. Dạ, con mong rằng từ giờ về sau Ngài giảng duyên sự, Ngài dạy rõ như gì thì để chúng con được học và để có thể hành theo được chút. Dạ, để được sự lợi ích ạ. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, mà cảm ơn Hạnh Dung. Dạ, cảm ơn chị Meta. Dạ, nghe quý vị sắp sửa làm thí chủ rất là mừng. Dạ, Nhật Quỳnh rất là mừng. Dạ, cứ nhớ chuyện xưa không ạ? Nhưng mà thôi, chuyện đó gác qua một bên. Dạ, bây giờ lúc nãy giờ con lặng rất là sâu, nhưng mà con đầu giờ vào con nghe Ngài nói là mình người phàm nói chuyện thánh nhân không, thì câu hỏi của con là bạch Ngài, mình là phàm nhân nhưng mình có thể học theo những bậc thánh nhân không bạch Ngài, hay là nó thôi mình phàm nhân mình học cái gì chuyện nhỏ nhỏ thấp thấp ở dưới đất đi, đừng có học chuyện những chị trên cao, cho con giải thích giùm con, mình một người phạm nhân, thí dụ như con học thì dụ pháp và cái này kia thì con rất là chậm, nhưng mà cái ước muốn của con thì mong sao do những cái phước thiện nhỏ nhỏ đó mình có thể sớm thoát được cảnh khổ tái sanh luân hồi, thì mình có nên học những cái mà của những vị thánh nhân như trong cái bài pháp cú ngày hôm nay không mệt Ngài, con kính nhân bích linh Ngài, Ngài chỉ dạy cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Alo, 123123. Chúng ta phàm nhân thì chỉ biết phàm nhân mà thôi. Chỉ có Đức Phật mới xác chứng vì này chứng đạt thánh quả nào. Còn đối với chúng ta thì dùng cái từ cá mè một lứa đi, nhìn ai cũng giống như ai vậy thôi. Nhưng mà thường các vị thánh nhân xa lánh chúng ta, bởi vì các ngài mà ở gần chúng ta sợ chúng ta ăn nói bậy bạ, chúng ta đọa, tức là khi mà chúng ta xúc phạm đến những vị thánh thì con đường mà tiến hóa của chúng ta, tu tập của chúng ta
nó không có phát triển. Cho nên cái vấn đề có một cái ví dụ thế này ha, để cho quý vị thấy những vị thánh nhân họ nói mình không hiểu gì hết á, không hiểu gì hết á, trừ trường hợp hữu duyên. Một con nòng nọc mà khi nó đã đứt đuôi rồi á, nó ở trong bụng sình, nó nhảy lên trên mặt đất, nhìn thấy hoa lá cành, thấy chim kêu vườn hót, ô vui quá, chỗ này không có nước mà thấy vui hơn là dưới nước nè, dưới nước quậy mắt đục ngầu, sình buồn dính búa xua, đâu có thấy được những cái hay cái đẹp ở trên cái quãng trời bao la như thế này, không có nước. Rồi nó đem cái niềm vui của mình nó xuống, nó bày tỏ với những con nồng nọc mà cái đuôi còn lòng thòng. Những con nồng nọc nó mỉ, nó xạo quá, làm gì mà không có nước mà chim kêu vườn hót nghĩa là bông hoa đua nở bướm bướm bay rồi đẹp như vậy làm gì mình nó xạo. Thì cái tâm trạng của những vị thánh, họ đạt được những quả vị đó, họ an trú trong cái pháp của bậc thánh, họ nghĩ rằng những cái lời nói của họ, những người phàm mặc định của chúng ta đâu có tin, mà không tin thì hủy bán, mà hủy bán thì đọa. Cho nên các ngài tìm những cái nơi vắng vẻ, những cái nơi mà rừng núi, những bãi tha ma, những sơn thâm cùng cốc, các ngài ở trong đó nhân ngã không có xuất hiện. Thánh đâu có lên trên mạng này làm gì. Mà quý vị biết thánh á, ở Trung Quốc á, có một cái bậc thánh gọi là Á Thánh, gọi là Thánh Công mà không có nói. Thì bây giờ chúng ta biết thánh nhân trong Phật giáo thì có quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán. Mà các vị thánh đó thì quý vị thấy là cũng ít cái xuất hiện trên thế gian chung đụng với chúng ta, mà các ngài như luôn luôn tìm những nơi để mà nhàn cư độc tĩnh, tránh không để cho chúng ta phạm vào những cái lỗi lầm. Bởi vì ai cũng giống ai, thời kỳ Đức Phật thì ngài cũng xuất hiện giống như bao nhiêu vị tỳ kheo khác, đâu phải hồi nào ngài cũng hào quang sáng chói. Nhưng mà vì hạnh nguyện của ngài, ngài phải tế độ chúng sanh. Còn đối với chúng ta thì muốn trở thành bậc thánh á, thì cái điều đành chanh đát cha tô tạo nhiều thiên sử, cũng như khi mà bố rừng á, chúng ta phải có những cái sự căn bản. Chúng ta phải một là sơ thiền, phải vượt qua năm cái pháp chướng ngại, chúng ta vô trong rừng với cái sự nhàn cư độc tĩnh, chúng ta phải chế ngự cái nội tâm, chứ đâu phải vô rừng hành thiền là dễ. Sống những cái nơi mà tịnh lạc, sống những cái nơi thanh vắng đâu phải là dễ, phải có một cái nội tâm, phải có một cái sự cương quyết. Quý vị thấy rằng cuối thời kỳ của Đức Phật Kassapa, bảy vị tỳ kheo lên núi tu tập, xô cái thang gọi là tu dứt bỏ, nương nhau để mà tu tập. Và trong cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca của chúng ta, những cái vị đó chứng đắc rất là nhanh, do cái công năng tu tập tạo trữ từ kiếp trước. Thì bây giờ muốn ước vọng pháp ly ngôn, muốn có một cái nguyện lực gì đó, thì chúng ta phải thể hiện trách nhiệm bổn phận trong khả năng của mình. Còn bây giờ đụng tới những bậc thánh thì chúng ta không nên tránh đi, bởi vì các vị thánh là những cái đốm lửa rất là nóng, chúng ta có chịu được cái lực của các ngài hay không? Rồi chúng ta nó bậy nó bạ, dễ bị găng đòn, dễ bị đọa vào bốn khổ cảnh. Thôi làm người đi, mà sợ làm người mình cũng không trọn vẹn với cái kiếp người. Nhiều khi tâm của chúng ta bị lai, có khuynh hướng của ngạ quỷ, của súc sanh, của Atula, của địa ngục chính trên cái thân xác của người này. Rồi thôi, lố 2 phút rồi, kết thúc ở đây ha.
Rồi, thôi buổi sinh hoạt cũng vừa phải lẽ. Với câu Phật ngôn này sẽ là một hành trang, là một tư tưởng để chúng ta áp dụng trong cuộc sống, nhất là phải tạo nhiều thiện nghiệp. Và chính những cái thiện nghiệp, những cái phước báo này chúng ta ước nguyện làm gì cũng được. Tức là chúng ta phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt để có được một số tài chánh. Với cái số tài chánh đó thì chúng ta dễ tạo thiện sự hơn. Còn hai bàn tay không nói lên cái phước mà thật sự ra không có cái gì hết, chỉ nói cái miệng không, thì cái đó là cái thất bại. Rồi, xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả, rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền xin qua lục vô biên, chư toàn giác độc giác và thiên văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni về thiền nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa cha quá chê na so thị vô khô tụ sa phật đà. Do lời chân thật này kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Mời sư đồng nhất kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.